cao thì tương đối an toàn. Tuy nhiên thì có một số trường hợp bệnh nhân có bệnh lý tim mạch, bệnh lý hô hấp và một số bệnh lý khác thì không nên làm nội soi. Bệnh lý tim mạch ví dụ như là nhồi máu cơ tim, suy tim, cơn cao huyết áp, tai phình, tắc động mạch chủ. Rồi bệnh lý hô hấp như là suy hô hấp cấp, một số bệnh lý nặng khác như bệnh nhân đang trong tình trạng sốc, hoặc bệnh nhân lớn tuổi quá già yếu, bệnh nhân có tình trạng nghi thủng đường tiêu hóa hoặc là mới mổ đường tiêu hóa dưới 10 ngày, và một số trường hợp khác như là bệnh nhân từ chối nội soi.